Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14-15%, ước tính khoảng 2 triệu tỷ đồng sẽ được bơm vào nền kinh tế. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 5, tín dụng mới tăng 1,95% so với cuối năm 2023. Việc hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực trả nợ lãi cũng như có điều kiện được tiếp cận các khoản vay mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được coi là giải pháp cấp thiết nhằm hỗ trợ nền kinh tế, phục hồi đà tăng trưởng tín dụng. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp thiếu vốn, trong khi tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng lại sụt giảm, đang đặt ra vấn đề cần giải quyết tốt bài toán tỷ giá, lãi suất cũng như tìm ra điểm nghẽn, biện pháp tháo gỡ để bảo đảm việc cung ứng vốn được kịp thời. Doanh nghiệp thì có nhu cầu về vốn nhưng mà tiếp cận để tiếp cận cái nguồn lực này nó rất là khó khăn. Thủ tục nó rất là nhiều và chúng ta thấy rằng là các cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy rằng có nhu thật sự có nhu cầu vốn để tiếp cận cái nguồn lực này là chúng ta thấy là rất là hạn chế. Ngân hàng Nhà nước mới đây vừa trình Chính phủ gia hạn thêm thời gian thực hiện thông tư 02, cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng. Việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo thông tư 02 đến 31 tháng 12 năm 2024 sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của tổ chức tín dụng và tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, góp phần hồi phục nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Việc gia hạn thông tư 02 cũng tạo điều kiện cho họ được cho vay các doanh nghiệp, bởi vì khi mà các doanh nghiệp chưa bị nhảy nhóm nợ thì họ vẫn đủ cái chuẩn để tiếp tục vay của các ngân hàng, thì nó cũng tạo điều kiện cho ngân hàng là tăng trưởng về tín dụng. Quyết định gia hạn thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước giúp giãn áp lực trả nợ cho khách hàng để họ có điều kiện phục hồi tốt hơn. Ngân hàng cũng sẽ được hưởng lợi từ quyết định này khi khách hàng phục hồi tốt, tăng khả năng trả nợ, giảm áp lực nợ xấu phát sinh tại ngân hàng. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế và doanh nghiệp thì chính sách tài khóa cần vào cuộc mạnh mẽ hơn thông qua một số chính sách miễn giảm thuế. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh hơn nữa thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn trung dài hạn của doanh nghiệp. Đó là yêu cầu trước mắt và lâu dài, bởi lẽ không thể phụ thuộc mãi vào nguồn vốn từ phía các ngân hàng. Thưa quý vị, sáng nay, Diễn đàn Quốc tế Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng năm 2024, gọi tắt là Davos 2024 đã được tổ chức với chủ đề Vươn tầm sáng tạo kết nối toàn cầu, mang thông điệp Đà Nẵng thành phố đổi mới sáng tạo. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố đang sống. Các điểm nhấn chính của chương trình là 3 diễn đàn đầu tư về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức gọi vốn cho khoảng 30 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trước các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần, kết nối theo hình thức 1-1 giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham quan một số đối tác đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng. Đây là dịp kết nối, tạo cơ hội cho các dự án, startup tiếp cận các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, từng bước xây dựng, định vị thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến gọi vốn và đầu tư hấp dẫn, xây dựng, hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trên địa bàn thành phố, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả trong và ngoài nước. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hậu Giang đạt hơn 8%, xếp thứ 2 vùng đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 15 cả nước. So với cùng kỳ năm 2023, GDP của tỉnh Hậu Giang giảm 14 bậc, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 14,2%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp số 1 cả nước. Một trong những nguyên nhân tác động tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang trong những tháng đầu năm 2024 là do ngành sản xuất và phân phối điện tăng 19,4% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng trên 478% của 5 tháng năm 2022 so với cùng kỳ và thấp hơn mức tăng 269% của 5 tháng năm 2023. Nguyên nhân là do nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 chính thức đi vào hoạt động, ổn định từ giữa năm 2022 đến nay, nên đã làm cho chỉ số sản xuất ngành này không tăng đột biến như cùng thời điểm năm 2022 và năm 2023, dẫn đến 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh Hậu Giang tăng hơn 9,3% so với cùng kỳ và thấp hơn mức tăng của năm 2022 và năm 2023. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng trên 74% trong toàn ngành, nhưng tăng hơn 8,6% so với cùng kỳ và thấp hơn mức tăng 12,2% của 5 tháng năm 2022 và thấp hơn mức tăng 8,8% của 5 tháng năm 2023.
5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hơn 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu hơn 17,6 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 6,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 64,5%. Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nông sản chính 2,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,3%, lâm sản 1,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9%, chăn nuôi 45,8 triệu đô la Mỹ, tăng 10,2%. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất. Thế và chúng tôi tin chắc rằng với chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, sự cố gắng của Bộ Nông nghiệp và các tỉnh thành, thì năm nay chúng ta sẽ có cái kết quả sản xuất nông nghiệp sẽ tốt và đảm bảo được cái mục tiêu xuất khẩu, mặc dù bây giờ vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức riêng của ngành nông nghiệp. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản chủ lực, quan tâm mở cửa các thị trường mới, đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ đạo theo yêu cầu của EC trong lịch làm việc vào tháng 9, tháng 10 thay vì tháng 5 như thông báo trước đó, tăng cường khả năng dự báo về hạn mặn để có giải pháp phòng chống hạn mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả. Nhằm hỗ trợ các nhà cung ứng nông sản phát triển, khai thác thị trường cho mùa vụ năm nay, cũng như xây dựng kế hoạch cho sản phẩm mùa vụ sau, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ ở nước ngoài với chủ đề xúc tiến xuất khẩu nông sản mùa vụ. Tại hội nghị, các hiệp hội doanh nghiệp đã đề nghị các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ thông tin thị trường cụ thể, các giải pháp liên quan đến xúc tiến thương mại để hỗ trợ các nhà cung ứng nông sản mùa vụ khai thác thị trường tiêu thụ, giảm tải các khó khăn về thị trường khi vào vụ thu hoạch. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 32,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm ngành rau quả là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng. Kim ngạch tháng 5 ước đạt 700 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quyết định số 389 ngày 9 tháng 5 năm 2024. Những năm qua, ngành thủy sản đã có những bước phát triển mạnh mẽ đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, dù đạt được nhiều thành tựu nhưng mục tiêu bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, sự suy giảm nguồn lợi thủy sản cả vùng biển và vùng nội địa do tình trạng khai thác quá mức cho phép. Quy hoạch nhằm bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản gắn với lợi ích trách nhiệm của cộng đồng và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội từng vùng, các ngành kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, khai thác thủy sản phù hợp với tiềm năng nguồn lợi thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, có trách nhiệm, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.